Và lời nói đầu tiên cho Bình Cần Thơ 2 gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe, lời hỏi nhiệt tình và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa cả nhà, trong video ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ với cả nhà một cái kỹ thuật mà tiễn măng tre ở những trong kẹt. Thì xin mời cả nhà hãy theo mình để đi xem coi mình bắn những cái măng gì nhé. Xin mời. Đây là cả nhà, thì cây măng này ấy, thì nó nằm giữa cái bụi tre nha. Ở thì mình không thể nào mình để cho nó lên cây được. Cho nên là những cái măng mà nằm giữa bụi đó cả nhà cứ bứng hết cho em ha. Đây. Giờ hôm nay em sẽ bứng cho cả nhà xem luôn. Đây. Cái này là măng nằm trong kẹt. À, cả nhà thấy không? Và những cái mục măng nhỏ nhỏ vậy nè, bấn về rồi mình nấu canh hoặc là xào ăn cũng ngon lắm. Cả nhà thấy em lột không? Măng này lột rất là dễ dàng ha, nè, rất non. Còn những cái măng trong kẹt là mình không nên để là thành cây, tại vì nó nếu mà trong kẹt để lên cây thì nó, cái măng sau nó sẽ không có chỗ nó lên được. Đây nè. À. Măng này non lắm nè. Sau khi đã lột măng xong nè cả nhà, thì măng này mình ăn sống được luôn nha. Đó, để ăn thử cho cả nhà xem. Giống củ dừa mà nó hơi nhẫn nhẫn hơn củ dừa. Củ dừa thì ngọt, còn măng này nó có độ nhẫn hơi đắng đắng cả nhà, mà gần giống với củ dừa nhưng mà không giống lắm. Nói chung là ăn được. Này mà chấm với muối ớt luôn.